chào, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Hường, những chuỗi chia sẻ về affiliate marketing. Trong kênh YouTube này thì Hường chia sẻ về affiliate marketing. Do đó, có một số công cụ có thể nếu như các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực affiliate marketing, các bạn sẽ chưa biết. Do đó thì những cái gì chúng ta chưa nghe thì chúng ta sẽ nghe. Vậy nên là chúng ta hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube, rồi bạn sẽ nhận được các video mới chia sẻ. Bởi vì nếu như các bạn không subscribe, các bạn chỉ search những cái từ khóa trên Google, các bạn tìm kiếm ở trên Google không thì nó sẽ không ra những cái video này đâu. Nó sẽ không ra những cái video có các công cụ mới giúp mình trong quá trình affiliate marketing. Bởi vì mình chưa biết nó, làm sao mình có thể search, làm sao mình có thể tìm kiếm nó ra, đúng không? Do đó thì chúng ta hãy đăng ký kênh của Hường để bắt đầu. Hường sẽ chia sẻ những chuỗi video liên quan tới affiliate marketing. Bây giờ sẽ làm một video chia sẻ về ClickFunnels, là một công cụ khá là thông minh. Công cụ này thì nó không dễ cho các bạn mới bắt đầu. Nếu các bạn mới bắt đầu và chưa muốn tốn một khoản chi phí nào thì chúng ta nên sử dụng những công cụ khác. Ví dụ như WordPress, InstaBuilder, những công cụ làm web một trang, Squarespace hay là cái Online Sales Pro, hay là những cái như là Builder.org để chúng ta làm thì có vẻ nó sẽ đỡ tốn chi phí hơn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn trở nên chuyên nghiệp và đỡ tốn thời gian cho mình hơn, làm hệ thống một cách thông minh hơn hay rất là nhiều ưu điểm, thì chúng ta sử dụng ClickFunnels dành cho những affiliate marketer chuyên nghiệp. Bởi vì cái gói của ClickFunnels, Hường muốn nói trước là nó không hề rẻ. Nó không hề rẻ, nó tốn phí đấy. Nó tốn phí khá là cao. Tuy nhiên các bạn đừng có nghe đến cái việc tốn phí là các bạn giật mình. Mà chúng ta hãy tìm hiểu thêm về ClickFunnels. Có thể chưa sử dụng bây giờ, nhưng nó sẽ là nền tảng giúp các bạn sau này chúng ta phát triển thêm, chúng ta lớn hơn, học thêm nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong Internet Marketing, thì chúng ta sẽ liên tưởng tới có một cái công cụ nó như vậy. Nó giống như ClickFunnels, chúng ta có thể sử dụng vào cái thời điểm mà chúng ta chuyên nghiệp hơn một chút. Thì cái ClickFunnels này nó tốn phí có hai gói. Gói thứ nhất là 97 đô một tháng, gói thứ hai là 297 đô một tháng. Nghe rất sợ đúng không? Nhưng khi chúng ta có thu nhập cao một chút rồi thì những cái khoản chi phí này nó không hề lớn so với cái thu nhập hoa hồng của chúng ta đâu. Bây giờ các bạn cứ xem qua trước đi. Trước tiên Hường muốn nói đến sử dụng ClickFunnels để làm gì. Thì nếu như các bạn đang muốn mở một khóa học trực tuyến, làm thế nào để có một website học trực tuyến chuyên nghiệp và hệ thống bán hàng, những cái trang sale page chuyên nghiệp, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nó vừa giúp bạn là nơi để các bạn có thể đăng lên những cái chương trình học trực tuyến cho học viên của mình đăng nhập vào học, và cũng là nơi mà sẽ giúp cho mình có thể tạo ra những cái trang bán hàng, tạo ra cái trang bán hàng cho các khóa học trực tuyến. Nếu như các bạn đang muốn là xây dựng cho mình một khóa học trực tuyến về dạy yoga tại nhà, hoặc là dạy taekwondo tại nhà, hay là dạy sáo trúc, dạy guitar, dạy piano gì đó tại nhà, hoặc là dạy một cái kỹ năng chụp ảnh, dạy bất kỳ một kỹ năng nào các bạn có tại nhà, thì các bạn có thể sử dụng ClickFunnels để chúng ta làm toàn bộ quy trình từ việc tạo ra trang bán hàng, tạo ra cái trang thanh toán, tạo ra cái tài khoản cho học viên đăng nhập vô và tạo ra các bài giảng ở trên đó để chúng ta có thể là đăng cái bài giảng lên đó để dạy nè. Hoặc và ngoài ra thì nó còn có một cái rất đặc biệt nữa là tạo trang thành viên. Tạo trang thành viên có nghĩa là giống như kiểu là ví dụ như mình có một cái khóa học vậy về dance, về nhảy đi. Đấy, thì hàng tháng chúng ta đều cập nhật những bài nhảy mới. Ai mà đóng phí thành viên ấy, thì sẽ thường xuyên được cập nhật những bài nhảy mới, cứ nhập vào cái trang thành viên sẽ được cập nhật bài nhảy mới một tháng và chúng ta thu tiền hàng tháng hoặc chúng ta thu tiền hàng năm. Như vậy thì khi mình tạo cái trang thành viên này thì cứ hàng tháng hoặc hàng năm thì hệ thống họ sẽ tự động trừ tiền của khách hàng, trừ tiền từ cái thẻ ngân hàng hoặc là trừ từ cái PayPal gì đó, thì cứ tự động trừ như vậy thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Tiếp theo nữa là việc tung sản phẩm mới. Ví dụ mình đang ra mắt một cái dòng sản phẩm mỹ phẩm nào đó, hoặc là dòng nữ trang, hay bất kỳ những cái sản phẩm nào mà mình sản xuất hoặc là mình hợp tác sản xuất, mình muốn tung nó lên thị trường, thì chúng ta có thể xây một cái hệ thống phễu cực kỳ chuyên nghiệp nhờ vào ClickFunnels. Cũng như là cái việc mở, một cái rất là quan trọng nữa là chúng ta mở những chương trình webinar hẹn giờ
Ví dụ mình tổ chức một cái buổi webinar, mình tổ chức thường xuyên mỗi tuần hoặc mỗi tháng để mình quảng bá một cái sản phẩm hoặc là dịch vụ bán bảo hiểm hay là bán về sinh trắc vân tay hay bán về sản phẩm MLM nào đó, mình quảng bá một sản phẩm nào đó mà cứ mỗi chương trình tổ chức là chúng ta cứ lặp lại những nội dung mà chúng ta nói như vậy. Đôi khi thì chúng ta cũng sẽ rất là mất thời gian và cũng rất là khó để bảo đủ số lượng học viên để mà ngồi nghe chúng ta chia sẻ đúng không? Và nội dung cứ lặp lại. Thay vào đó chúng ta cứ tổ chức một chương trình webinar và chúng ta ghi âm lại. Sau đó chúng ta đăng nó lên một cái hệ thống website ở trên ClickFunnels. Sau khi mà khách hàng đăng ký vào cái chương trình trực tuyến thì cứ tự động, ví dụ họ đăng ký vào 8 giờ sáng thì khi mà họ nhập vào cái link đó lúc 8 giờ sáng thì chương trình nó sẽ tự động mở ra, nó sẽ có một cái video một người chia sẻ. Như vậy thì nó sẽ đỡ tốn thời gian cho chúng ta bởi vì chúng ta không cần phải dàn lại, mà học viên của mình lúc người mà người tham dự những buổi webinar đó thì họ có thể chọn cái thời gian phù hợp với họ. Thì lúc mà họ chọn thời gian phù hợp thì họ cứ canh vào cái thời gian đó họ xem thôi. Nó không có bị ảnh hưởng bởi thời gian của mình tại vì có video đã có sẵn rồi mà. Mọi người có hình dung được không? Thì từ từ nếu như mọi người chưa hình dung được thì cái tạm thời để đó. Đây là một cái hệ thống làm webinar cực kỳ thông minh luôn, không cần phải có cái người giảng trực tiếp nhưng mà đến giờ nó nói, đến giờ nó phát trực tiếp giống y chang cái webinar mà có một người đang chia sẻ vậy đấy. Thì bây giờ Hường sẽ quay cái ClickFunnels để chúng ta xem ha. Nếu như các bạn nào muốn đăng ký ClickFunnels thì vào tomatohuong.com click funnel nha. Đăng ký ở đây và trở thành một trong những thành viên đăng ký từ ClickFunnels của Hường thì các bạn sẽ vào team hướng dẫn thêm về ClickFunnels chẳng hạn nếu như các bạn thực sự mong muốn. Hoặc nói qua thôi, bây giờ chưa cần đăng ký đâu, các bạn xem đã. Khi mà mình vào cái link này mình đăng ký ấy, thì nó sẽ có hai gói. Gói 97 đô và gói 297 đô. Tuy nhiên thì chúng ta đều được sử dụng là 14 ngày miễn phí trước. Bây giờ chúng ta sẽ có 14 ngày để khám phá. Bây giờ cho mọi người xem nè. Khi mà chúng ta đăng nhập vào vào giao diện của ClickFunnels, nó sẽ ra giao diện này. Nó sẽ ra giao diện này Hường vừa mới đăng ký lúc nãy để hướng dẫn mọi người đấy. Nó sẽ ra giao diện như thế này. Nhưng mà từ từ hãy quan tâm tới giao diện. Bây giờ chúng ta xem thử người ta sử dụng cái ClickFunnels như thế nào. ClickFunnels là của tác giả, người sáng lập nó là của Russell Brunson. Russell Brunson thì ông này nè, dịp Russell Brunson vừa mới ra mắt cuốn sách Traffic Secrets. Ông này cũng là người tác giả của cuốn sách Bí mật .com đó. Thì bây giờ ổng vừa ra mắt cuốn tiếp theo là Traffic Secrets. Ra mới cách đây vài ngày thôi. Thì đây là một cái trang sale bay ổng quảng bá về cuốn sách này, Traffic Secrets. Thì cái trang này nó được làm từ ClickFunnels, cũng là được làm từ cái ClickFunnels mà ổng là người sáng lập ra luôn, Russell Brunson đấy. Đấy, mọi người cảm thấy nó chuyên nghiệp đúng không? Mọi người cảm thấy nó chuyên nghiệp như thế này thôi chứ chỉ cần vài click là chúng ta có thể làm được cái trang như thế này thôi. Rất là giao diện, rất là đẹp. Rất là đẹp. Và điều đặc biệt là nó tự động được được tối ưu hóa, được customize ở trên cái điện thoại luôn. Tức là mình cứ chỉnh sửa thoải mái, mình chỉnh sửa thoải mái và giao diện điện thoại nó sẽ tự được cập nhật. Mình cứ chỉnh sửa giao diện ở trên desktop như thế này và họ sẽ tự điều chỉnh sao cho cái giao diện điện thoại nó phù hợp. Như các bạn thấy thời buổi bữa nay á, nếu mà chúng ta làm một website chỉ phù hợp cho máy tính không thì chưa đủ mà chúng ta cần phải một giao diện cho điện thoại. Bởi vì số lượng người sử dụng điện thoại để truy cập vào website rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều so với truy cập bằng laptop. Do đó cái việc tự động tối ưu hóa bằng điện thoại là cực kỳ tuyệt vời. Và điều đặc biệt, mọi người xem nè, cái trang này ổng làm để quảng bá cuốn sách Traffic Secrets của ổng. Và nếu mà mình xem qua mình cảm thấy thích, để Hương tải lại ha. Ok. Xem qua mà mình thấy thích thì mình sẽ nhấp vào nút mua. Mình nhấp vào nút mua lúc này. Đấy. Và ra thì nó còn có xuất hiện một cái pop-up như thế này. Một cái pop-up này thì cũng làm một vài cái thao tác thì chúng ta làm được cái pop-up này ở trên ClickFunnels rồi. Khá là chuyên nghiệp. Mình cứ tưởng là mình làm không được nhưng mà thật ra ClickFunnels đã làm sẵn hết cho mình rồi. Mình chỉ cần thêm cái hình hoặc là mình click vô mình chỉnh mình chút 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 là nó đã ra những cái trang chuyên nghiệp như thế này rồi. Đấy, mình có thể xem hoặc không xem. Nếu mà không xem mình muốn mua hàng thì chúng ta bấm vào nút order chúng ta mua.
Đây, yes, servers may free copy. Bấm vào đây, thì điền thông tin. Thực ra cái pop-up để điền thông tin thanh toán này nó cũng cực kỳ đơn giản. Ví dụ như là Hường sẽ bấm nút thanh toán tiếp theo. Đấy, thì lúc này Hường bấm vào Claim Special Offer. Lúc này mình sẽ điền thông tin thẻ, thẻ ngân hàng của mình, thông tin thẻ vô. Và sau đó chúng ta bấm vào Order thì nó sẽ từ trừ tiền ở trong thẻ. Và sau đó cái cuốn sách này sẽ được chuyển đến đến nhà của Hường. Hường order rồi nên là bây giờ Hường không làm lại. Đại khái là những cái này nó được tích hợp sẵn ở trên cái Clifano ấy. Cổng thanh toán thì mọi người kết nối với một cái cổng thanh toán ở Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng đơn giản thôi. Ở đây người ta form, người ta code sẵn rồi. Rồi tiếp. Sau khi mà mình bấm vào cái nút ship my book now ấy, mình ok, mình mua hàng rồi, nó sẽ ra rất là nhiều cái phễu tiếp theo. Trang tiếp theo họ sẽ quảng bá thêm. Ví dụ như là đây là audiobook. Rồi cái ông đang quảng bá thêm cái audiobook nè. Nếu ok thì add nó vô thì bắt đầu mình tốn tiền tiếp. Còn nếu mà mình muốn mua thêm là một cái buổi live streaming á, thì mình add nó vô thì mình sẽ tốn khoảng $97 nữa. Sau khi mình bấm tiếp theo thì nó sẽ tra cái trang ổng upsell tiếp. Tức là ổng bán thêm cái sản phẩm tiếp theo. Thì hồi nãy Hương có lưu lại cái trang là nó sẽ ra cái trang gì đó. Xong rồi tiếp tục mình bấm no là ra tiếp trang này ổng lại upsell một cái sản phẩm khác nữa. Đấy, thì cái trang tiếp theo sau khi mà mình bấm nút order, bấm vào cái nút order, nút ok này, thì nó không có phải là hết kết thúc cái việc mua hàng, mà ổng tiếp tục upsell, ổng ra những cái sản phẩm khác, ổng bán cho mình tiếp sản phẩm khác ra trang này. Ra ví dụ trang này nó ra một chương trang trước đó rồi nó mới ra trang này đó cả nhà. Tức là đây là sản phẩm upsell thứ ba. Sau đó thì mình xem qua thấy thích thì mình bấm vào nút yes upgrade, mình mua hàng thì chúng ta sẽ tốn tiền. Ấy, và ổng thì ổng bán được một đơn. Còn nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta mình bấm no thanks. Bấm no thanks xem nó ra cái gì ha. Khi mình bấm no thanks thì nó mới tra cái trang kết thúc mua hàng đó. À, mình nghĩ mình bấm no thanks rồi đó. Như vậy thì khoảng cỡ 2 đến 3 lần upsell, sau đó thì nó mới kết thúc cái việc mua hàng bằng cái việc là order, cái việc mua hàng của bạn đã được xử lý thành công. Rồi. Ở đây thì ổng còn tiếp tục vẫn chưa kết thúc đâu cả nhà. Order xử lý thành công rồi mà cái ổng còn bảo thêm ấy là truy cập cái việc mua hàng của bạn bằng cách là bước 1 là truy cập vào cái việc mua bằng cách là tạo một cái member. Thực ra thì tạo một cái trang thành viên. Trong này thì trong này ổng còn nói về cái những cái sản phẩm của mình, còn nói thêm về ClickFunnels để mình có thể mua thêm ClickFunnels. Nói chung là một cái hệ thống upsell siêu khủng. Đấy, thì toàn bộ những cái hệ thống này được làm rất là đơn giản và thao tác với ClickFunnels. Nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn cứ xem, tìm hiểu ở trên ClickFunnels thêm. Và những cái step 2 thì ổng nói thêm một cái bảng về ClickFunnels, bảo mình đăng ký ClickFunnels 14 ngày miễn phí nè. Rồi là tải cái ứng dụng của ổng. Tóm lại là ở trên ClickFunnels chúng ta sẽ làm được toàn bộ những điều này. Nên là đôi khi mọi người cứ nhìn vào cái website mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta có thể đánh giá người này làm website đẹp nè, người này làm website không đẹp, hoặc là người này làm website đẹp chắc là chuyên gia đây. Mọi người có thể đánh giá như vậy, nhưng mà không phải đâu. Đôi khi cái điều đó không phải là đúng, nó chỉ là một phần nào đó thôi. Bởi vì khi mà hiện nay mình chúng ta làm affiliate marketing, hệ thống website, bán hàng, tracking, theo dõi khách hàng này nọ ấy, thì nó đã có sẵn ClickFunnels và các kênh tương tự. Hiện tại thì Hường thấy có rất là nhiều kênh khác nhau có thể giúp cho chúng ta tạo hệ thống và chúng ta tracking theo dõi các đơn hàng của mình. Tuy nhiên Hường thấy ClickFunnels là ok nhất. Nó có một số cái điểm đặc biệt ở đây, một số ưu điểm của ClickFunnels. Đó là cái website load là rất là nhanh. Điều đặc biệt là nếu như các bạn đang muốn trở thành một cái vendor, một cái nhà cung cấp ở trên Clickbank ấy, chúng ta đăng các sản phẩm lên chúng ta bán, thì chúng ta có thể là sử dụng cái ClickFunnels để chúng ta làm một cái phễu cực kỳ chuyên nghiệp, có thể upsell thêm, và hệ thống cổng thanh toán nó cũng rất là chuyên nghiệp rồi, và nó còn tracking xem chúng ta là được bao nhiêu đơn hàng rồi, được bao nhiêu doanh số hoa hồng vân vân. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm toàn bộ, các bạn không cần phải lo lắng. Đôi khi các bạn cứ cảm thấy sao người ta làm website chuyên nghiệp quá vậy, đẹp quá, sao mình làm nổi. Thực ra không phải đâu.
Mọi người chỉ cần sử dụng ClickFunnels là đẹp là được rồi, là chúng ta hoàn toàn có thể chuyên nghiệp như những người mà mình tưởng tượng ha. Ngoài ra thì cái việc làm website cũng rất là nhanh chóng nè, chuyên nghiệp, nó tích hợp sẵn giao diện trên điện thoại và hầu hết mọi tính năng mình cần nó đều có ở trên ClickFunnels. Nó được theo dõi được doanh thu hoa hồng vân vân. Thì đương nhiên là cái ClickFunnels này nó khá là mắc, nó khá là mắc đó, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta là giúp cho chúng ta rất là nhiều, và nó sẽ giúp cho chúng ta tạo doanh số. Đấy, Hương vô lại giao diện của ClickFunnels cho mọi người xem. Đây là giao diện lúc mà chúng ta đăng ký xong và chúng ta đăng nhập vô thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Rồi ở đây thì ví dụ như chúng ta muốn tạo một cái chiến dịch, muốn tạo một cái phễu viewer funnel. Ở đây có 3 loại chiến dịch cho chúng ta chọn. Ví dụ ở đây là thu email. Thu email là chuyện rất là nhiều người đang làm ngoài kia, rất là bình thường, các bạn gặp thường ngày mỗi ngày ha. Thu email qua Squarespace và vào hệ thống thư tự động vân vân. Nhưng mà sell products, cái này mới là cái quan trọng, mà cái đặc biệt của ClickFunnels và được người ta sử dụng nhiều nhất. Còn thu email thì đơn giản, mọi người có thể sử dụng GetResponse và sử dụng cái domain phụ của GetResponse thì chúng ta cũng đã làm được rồi. Còn ở đây chúng ta có thể là bán launch product hoặc sell product. Thì Hương với bấm sell product thì ở đây nó sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất đó là tạo một xây dựng cái phễu cho sản phẩm đó, hoặc là chúng ta tung sản phẩm, hoặc là chúng ta tạo một cái trang membership. Giống như Hương nãy Hương nói đó, membership là giống như kiểu là mình tạo một cái trang và chúng ta cập nhật thông tin thường xuyên cho khách hàng, cập nhật những bổ ích. Ví dụ như các bạn bán mỹ phẩm đi, các bạn cập nhật là làm đẹp mỗi ngày, hay là những sản phẩm nào mới ra, hoặc là những cái lời khuyên cho phụ nữ chăm sóc da mỗi ngày, hay là cái membership chúng ta hoạt động một cái điều gì đó chúng ta muốn ở trên cái trang thành viên này. Khi mà khách hàng họ có tài khoản, họ truy cập vào thì họ được cập nhật thông tin mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, và họ trả tiền hàng tháng. Như vậy thì hàng tháng nó sẽ tự động trừ tiền của khách hàng, rất là tiện lợi cũng cho mình ha. Và ở trên đó thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Đấy thì sell funnel, sell branch product. Bây giờ ví dụ Hương chọn là chọn xây dựng cái phễu đây, Hương chọn cái tên là Tomato Hương YouTube chẳng hạn, một cái phễu nó tên như vậy. Rồi bấm view funnel. Nó bảo là funnel của mình đã được tạo thành công rồi nè, successful. Bây giờ ở đây nó có rất là nhiều cái form có sẵn, nó khá là đẹp và chuyên nghiệp, được người ta sử dụng nhiều ấy. Thực ra nếu mà các bạn là học viên của Hường thì các bạn có thể thấy là Hường có hướng dẫn làm ở trên Insta Builder ấy. Nó cũng rất là nhiều form đẹp, chuyên nghiệp và nó rẻ nữa, nó không có tốn chi phí. Hường đã hỗ trợ sẵn cái Insta Builder bản quyền cho các bạn học viên và mọi người không cần phải trả thêm nữa. Tuy nhiên là ở trên này thì nó sẽ nhiều form hơn ở trên Insta Builder, và nó tích hợp sẵn ở trên giao diện điện thoại ấy. Nó chỉnh chúng ta có thể chỉnh rất là nhiều mà không sợ bị rối ở trên giao diện điện thoại. Rồi ví dụ Hường lấy một cái form nào đó Hường làm ha, bấm vào cái form này, bấm vào select template. Rồi ở đây chúng ta có thể bấm vào edit space, chúng ta chỉnh sửa trang. Hường muốn nói xem cho mọi người cái cách mà chúng ta tạo một cái page ở đây cực kỳ đơn giản luôn. Xem qua thôi chứ đương nhiên là mọi người xem video này mọi người cũng sẽ không thể nào mà hoàn thành giỏi các kỹ năng ở trên ClickFunnels được. Thì Hường sẽ nỗ lực để chia sẻ ở các video tiếp theo nó chi tiết hơn, nó cụ thể hơn. Hoặc là Hường sẽ lấy một cái ví dụ quảng bá một cái sản phẩm nào đó và đặt quảng cáo nó luôn chẳng hạn. Thì mọi người cứ subscribe kênh YouTube ha, đăng ký kênh YouTube đi. Rồi từ từ Hường sẽ chia sẻ dần dần, chia sẻ mỗi ngày. Nhớ subscribe kênh YouTube giúp Hường nha, Hường có động lực để chia sẻ nhiều hơn. Ở đây thì ví dụ như mình muốn sửa thì chúng ta cứ sửa thôi, ABC gì đó. Và ở đây có một cái video thì chúng ta chèn nó vô, click máy phát xong bỏ link YouTube vô là được. Rồi title thì chúng ta chỉnh sửa giống như Word vậy đó. Ở đây thì cứ click vào. Tôi Hường sẽ không nói kỹ thêm về cái phần tính năng ha, sẽ có một cái video chia sẻ tính năng, bởi vì nó quá dài thì sẽ khiến cho mọi người không có theo hết. Rồi bây giờ nếu mà mọi người muốn thêm column thì chúng ta bấm vào, chúng ta thêm vào element, chúng ta thêm element, tức là chúng ta thêm yếu tố muốn thêm vào chữ cái, hoặc muốn thêm hình ảnh, muốn thêm video, muốn thêm âm thanh. Ví dụ như muốn thêm image, hình ảnh thì chúng ta kéo nó vô.
Đó, thì chúng ta để cái hình ảnh nó vô là được. Nó cũng khá là đơn giản ha. Xóa nó đi. Ok. Rồi. Nó chỉ vài thao tác chúng ta chỉnh sửa trên đây, hoặc là chúng ta có thể duplicate nó để chúng ta có một cái trang nó dài hơn. Rồi, ở trên ClickFunnels thì nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng về trang Squeeze này, tức là cái trang web một trang, thu email, trang sale page, rồi trang order, lúc mà khách hàng họ bấm vào nút order họ vào đăng ký, các thao tác cực kỳ dễ dàng sẽ giúp cho cái việc chuyển đổi của chúng ta tốt hơn ha. Nếu mà cái order form của chúng ta rắc rối quá thì có thể là nó sẽ giảm cái sự chuyển đổi, còn nếu mà order form của chúng ta đơn giản giống như ở trên này thì nó sẽ giúp chúng ta tăng tỷ lệ chuyển đổi. Rồi order confirmation thì cái trang mà hồi nãy Hương mở, cái trang order confirmation là giống như kiểu là cảm ơn bạn đã đặt hàng nè, đơn hàng của bạn đã được hoàn tất, cảm ơn bạn đã mua, vân vân. Đấy, thì cái đây là cái order confirmation. Rồi thank you page thì giống như kiểu là cảm ơn bạn đã đăng ký, vân vân. Thì ngoài ra thì giữa các trang sơ bay này chúng ta sẽ có cách là tạo ra những cái trang chính giữa để họ bán thêm. Ví dụ mình đang bán sản phẩm là son môi, bán thêm là nước tẩy trang, rồi bán thêm là cái kẻ mày hay cái gì đó, thì mình cứ upsell thêm ha. Ví dụ mình đang quảng bá sản phẩm, ví dụ Hường đang quảng bá các sản phẩm, cái trang sản phẩm của Hường là khóa học 90 days up lớp ba chuyên sâu, thì sau đó thì Hường sẽ quảng bá thêm là mua khóa học và tiếp thị giá cao, hoặc là mua khóa học YouTube Ads, hoặc là sau đó Hường nói là đăng ký affiliate, hoặc là đăng ký cái hosting domain này đi. Thế là Hường upsell được vài lần như vậy thì nó khá là chuyên nghiệp đúng không? Ấy thì nếu mà các bạn đang quan tâm tới kiếm tiền ở trên affiliate marketing thì các bạn có thể là tham gia vào khóa học clip bang chuyên sâu 90 days up mà Hường có hay chia sẻ ở trên kênh YouTube ấy. Khóa này thì đã tạo ra doanh số rất là cao, các bạn tham khảo thêm doanh số học viên mà Hường để ở trong cái danh sách phát là doanh số học viên ấy. Ấy thì các bạn cảm nhận học viên thì phải. Ấy thì các bạn sẽ thêm kết quả của rất là nhiều học viên, doanh số cực kỳ cao ha. Còn Hường xin phép kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, Hường sẽ chia sẻ vào chi tiết hơn. Và đừng quên subscribe kênh của Hường, sẽ chia sẻ nhiều về affiliate marketing đấy. Cảm ơn các bạn đã xem cho đến thời điểm này. Bye bye. Nhớ tham gia vào group sách laptop lên và đi.